càng lớn được một vị Bà La Môn lập nên. Và có hai vị Bà La Môn đi đến và nghĩ như sau: chúng ta sẽ thọ hưởng đại tế đàn của vị Bà La Môn với danh tánh thế này. Ở đây, một vị Bà La Môn suy nghĩ như sau: mong rằng trong phòng ăn ta sẽ được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất. Còn vị Bà La Môn kia trong phòng ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất. Này thanh niên Bà La Môn, sự kiện này xảy ra, người là Bà Môn ấy trong phòng ăn có thể có được chỗ ngồi tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất. Còn người là Bà La Môn kia trong phòng ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất. Vị Bà La Môn kia nghĩ như sau: vị là Bà La Môn ấy trong phòng ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất. Còn ta trong phòng ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Vị ấy phẫn nộ, không hoan hỷ. Này thanh niên Bà La Môn, các Bà La Môn chủ trương quả vị thục gì cho người Bà La Môn này? Thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn không bố thí với ý nghĩ. Do bố thí này, người kia phẫn nộ, không hoan hỷ. Các Bà La Môn bố thí chỉ vì lòng ái mẫn. Sự kiện là như vậy. Này thanh niên Bà La Môn, thời đấy có phải là tát trước sự thứ sáu, nghĩa là lòng ái mẫn. Sự kiện là như vậy, thưa tôn giả Gotama, thời đây là tát phước sự thứ sáu, nghĩa là lòng ái mẫn. Này thanh niên Bà La Môn, các vị Bà La Môn ấy chủ trương năm pháp tát trước đắc thiện này. Ông thấy năm pháp này nhiều nhất ở đâu? Ở những người tại gia hay những người xuất gia? Thưa tôn giả Gotama, những vị Bà La Môn chủ trương năm pháp tát trước đắc thiện này, tôi nhận thấy năm pháp này có nhiều ở những người xuất gia, có ít ở những người tại gia. Người tại gia, thương tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, không có thường hằng, liên tục, không nói lời chân thật. Người xuất gia, thưa tôn giả Gotama, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hằng, liên tục, nói lời chân thật. Người tại gia, thưa tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, không có thường hằng, liên tục, sống khổ hạnh, sống phạm hạnh, tập tụng nhiều, thí xả nhiều. Người xuất gia, thưa tôn giả Gotama, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hằng liên tục, sống khổ hạnh, sống phạm hạnh, tập tụng nhiều, thí xả nhiều. Thưa tôn giả Gotama, năm pháp tát trước đắc thiện này được các vị sa môn Bà La Môn chủ trương. Tôi nhận thấy năm pháp này có nhiều ở những vị xuất gia, có ít ở những vị tại gia. Này thanh niên Bà La Môn, năm pháp tát trước đắc thiện này có được các vị Bà La Môn chủ trương. Ta nói những pháp này là những tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm tu tập không hận, không sân. Ở đây, này thanh niên Bà La Môn, vị tỷ kheo nói lời chân thật, vị ấy nghĩ, ta nói lời chân thật, chứng được nghĩa tính thọ, Attha Quê Đăng, chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. Ta nói sự hân hoan liên hệ đến thiện này là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị ấy tu tập không hận, không sân. Ở đây, này thanh niên Bà La Môn, vị tỳ kheo sống khổ hạnh, sống phạm hạnh, tập tụng nhiều, thí xả nhiều, vị ấy nghĩ rằng ta thí xả nhiều, chứng được nghĩa tính thọ, chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. Ta nói rằng sự hân hoan liên hệ đến thiện này là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị ấy tu tập không hận, không sân. Này thanh niên Bà La Môn, những vị Bà La Môn chủ trương năm pháp tát phước đắc thiện này, ta nói các pháp ấy là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị ấy tu tập không hận, không sân.
478, con đường đến cảnh giới của thiền chứng hay phạm thiên giới. Ngay cả các bà la môn thường nói về cảnh giới cực lạc của phạm thiên, nhưng lại mù mờ về con đường đưa đến phạm thiên giới. Kinh văn: khi nghe nói vậy, thanh niên bà la môn Xú Phá Tô Đê Giá Phú Tá thưa với Thế Tôn: thưa tôn giả Gô-tá-má, tôi nghe như sau. Sa môn Gô-tá-má biết con đường đưa đến cộng trú giới phạm thiên. Này thanh niên bà la môn, ông nghĩ thế nào? Làng Ná-lát-ca-rá có gần đây không? Có phải làng Ná-lát-ca-rá không xa ở đây? Thưa dân tôn giả, làng Ná-lát-ca-rá ở gần đây. Làng Ná-lát-ca-rá không xa ở đây. Này thanh niên bà la môn, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người săn trưởng tại làng Ná-lát-ca-rá, chưa rời khỏi làng Ná-lát-ca-rá, và có người tới hỏi người ấy con đường đưa đến làng Ná-lát-ca-rá. Này thanh niên bà la môn, người săn trưởng tại làng Ná-lát-ca-rá ấy phân vân hay ngập ngừng khi được hỏi về con đường đến làng Ná-lát-ca-rá. Thưa không, tôn giả Gô-tá-má, vì sao vậy? Thưa tôn giả Gô-tá-má, vì người ấy săn trưởng tại làng Ná-lát-ca-rá, người ấy biết rõ tất cả con đường đưa đến làng Ná-lát-ca-rá. Tuy vậy, này thanh niên bà la môn, rất có thể người săn trưởng tại làng Ná-lát-ca-rá này khi được hỏi con đường đưa đến làng Ná-lát-ca-rá còn có thể phân vân hay ngập ngừng, nhưng Như Lai thì không vậy. Khi được hỏi về phạm thiên giới hay về con đường đưa đến phạm thiên giới, Như Lai không phân vân hay ngập ngừng. Dạ này thanh niên bà la môn, ta biết phạm thiên giới và con đường đưa đến phạm thiên giới, và ta cũng biết phải thành tựu như thế nào để được sanh vào phạm thiên giới. Thưa tôn giả Gô-tá-má, con có nghe như sau. Sa môn Gô-tá-má thuyết dạy con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên. Tốt lành thay, nếu tôn giả Gô-tá-má thuyết giảng cho con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên. Vậy này thanh niên bà la môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân tôn giả, thanh niên bà la môn Xú Phá Tô Đê Giá Phú Tá dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. Và này thanh niên bà la môn, thế nào là con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên? Ở đây, này thanh niên bà la môn, tỷ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu giới từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu giới từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Này thanh niên Bà La Môn, khi từ tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động được làm có tánh cách hạn lượng như vậy. Không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Ví như, này thanh niên Bà La Môn, một người lực sĩ thổi tù già làm cho bốn phương nghe được, không có gì, không gì khó khăn. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, khi từ tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động được làm có tánh cách hạn lượng, không có trú ở đây, không có dừng lại ở đây. Này thanh niên Bà La Môn, đây là con đường đưa đến cộng trú giới phạm thiên. Lại nữa, này thanh niên Bà La Môn, vì tỷ kheo biến mãn một phương với tâm câu hữu giới bi như trên, với tâm câu hữu giới hỷ như trên, tâm câu hữu với xả cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu giới xả, quảng đại vô biên, không hận không sân. Này thanh niên La Môn, khi xả tâm giải thoát được tu tập như vậy thì hành động được làm có tánh cách hạn lượng như vậy. Không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Ví như, này thanh niên Bà La Môn, một người lực sĩ thổi tù già làm cho bốn phương nghe được, không gì khó khăn. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, tâm giải thoát được tu tập như vậy thì hành động được làm có tánh cách hạn lượng như vậy. Không có trú ở đây, không có dừng lại ở đây. Này thanh niên Bà La Môn, đây là con đường đưa đến cộng trú giới phạm thiên.
479 Quy Tam Bảo. Kinh văn: khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Sứ Pháp Tô Đê Giá Phúc Tá bạch Thế Tôn: thật chi dự thai tôn giả Gô Tám Má, thật chi dự thai tôn giả Gô Tám Má, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Thưa tôn giả Gô Tám Má, nay con xin quy tôn giả Gô Tám Má, quy pháp và quy y chúng tỳ kheo, mong tôn giả Gô Tám Má nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung. Con trọn đời quy ngưỡng thưa tôn giả Gô Tám Má, nay chúng con xin đi. Chúng con có nhiều công việc phải làm. Thanh niên Bà La Môn: nay ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi thanh niên Bà La Môn Xú Phá Tô Đê Giá Quýt Tá hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Lúc bấy giờ Bà La Môn Chanusuni với cỗ xe do toàn ngựa cái trắng kéo đi ra khỏi Sawatthi để nghỉ trưa. Bà La Môn Chanusuni thấy thanh niên Bà La Môn Xú Phá Tô Đê Giá Phúc Tá từ xa đi lại, sau khi thấy liền nói với thanh niên Bà La Môn Xú Phá Tô Đê Giá Phúc Tá: thưa tôn giả Pháp Loa Trá, đi từ đâu lại quá sớm như vậy? Thưa tôn giả, tôi vừa từ Sa Môn Gô Tá Má lại. Này tôn giả Pháp Loa Trá, tôn giả nghĩ thế nào? Tôn giả có nghĩ Sa Môn Gô Tá Má là Phật có trí tuệ sáng suốt, tăng nhà quay dắt trí văn không? Thưa tôn giả, tôi là ai mà có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Sa Môn Gô Tá Má? Chỉ có vị nào như ngài mới có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Sa Môn Gô Tá Má. Tôn giả Pháp Loa Trá thật đã tán thán Sa Môn Gô Tá Má với sự tán thán tối thượng, nhưng tôi là ai mà tôi lại tán thán Sa Môn Gô Tá Má? Tán thán bởi những người được tán thán là Sa Môn Gô Tá Má, là bậc tối thượng giữa các hàng thiên nhân. Thưa tôn giả, các vị Bà La Môn chủ trương năm pháp tác trước tác phước đắc thiện này. Sa Môn Gô Tá Má nói rằng năm pháp ấy là tư cụ cho tâm, nghĩa là để tu tập trở thành không hối hận, không sân. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Chanusoni bước xuống cỗ xe do toàn ngựa cái trắng kéo, đắp áo vào một phía bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và thốt ra lời cảm hứng như sau: lợi ích thay cho vua Pase Ná Đí nước Kosala, tốt đẹp lợi ích thay cho vua Pase Ná Đí nước Kosala được Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác trú ở trong nước. Dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu. Phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác cảnh dạ con đọc xong. Sau đây kính thỉnh thượng tọa tỳ sư giảng giải bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thỉnh thượng tọa. Nhưng mà thượng tọa tiểu sư, thượng tọa có ở trước máy mà có nghe được không? Nếu thượng tọa tiểu sư nghe được, xin thỉnh thượng tọa nghĩ không biết bắt đầu cho pháp thoại hôm nay.
Namo Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ thành văn đệ tử Đức Phật. À, xin lỗi quý vị. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Đây chúng ta học cái bài kinh nói về người Bà La Môn trẻ xuất phát. Thường gọi cho đủ là Sư Phá Tô Đề Giác, Sư Phá Tô Đề Giác Bồ Tát. Sư Phá này là con trai của Bà La Môn Tô Đề Giác. Anh ta đi đến Đức Phật và hỏi ý kiến Ngài về cái quan niệm mà các Bà La Môn cho rằng người tại gia thành tựu thánh đạo, chánh đạo thiện pháp nhiều. Còn người xuất gia thì không có thành tựu chánh đạo thiện pháp. Đó là cái câu hỏi, đó là vấn đề đầu tiên mà thanh niên Sư Phá Tô Đề Giá nêu ra với Đức Phật. Và là chủ đề để có những cái gì phát sinh những cái đề tài khác. Khi nghe nói như vậy thì Đức Thế Tôn Ngài bảo rằng Ngài không có chủ trương nó một chiều như vậy. Và Đức Thế Tôn Ngài cho biết là Ngài là người chủ trương phân tích ở đây không thể nói một chiều là cái người tại gia thành tựu chánh đạo thiện pháp nhiều, người xuất gia thì không, hay là người xuất gia thành tựu chánh đạo thiện pháp nhiều, người tại gia thì không. Đức Phật này không có nói một chiều như vậy mà Ngài phân tích cho biết là dù tại gia hay xuất gia mà hành tà đạo thì kẻ ấy sẽ không có thành tựu được chánh đạo thiện pháp.
Trên đời ngài không có 8 tháng. Ngài chỉ là không 8 tháng cái người hành tà đạo thôi, tức là hành sai cái con đường gọi là Mitya Pratipanno. Còn ngược lại, bất cứ người tại gia hay là xuất gia mà hành theo chánh đạo, tức là hành đúng Samma Patipanna, thì người ấy sẽ thành tựu được chánh đạo thiện pháp. Tưởng cái câu chuyện như vậy đến đây thì dứt, nhưng mà thanh niên Bà La Môn vẫn khư khư cái quan điểm của mình, mà cũng chỉ nói theo cách một chiều. Là người tại gia cư sĩ do nghiệp vụ nhiều, lao lực nhiều nên sự nghiệp của người tại gia không hoạt báo lớn. Còn người xuất gia thì cái nghiệp vụ ít, lao lực ít nên quả báo nhỏ. Thì ở trong trường hợp này, Đức Thế Tôn Ngài cũng phân tích chứ Ngài không có nói một chiều. Ngài phân tích những cái trường hợp, bốn trường hợp một là dịch vụ lớn, công tác lớn, lao lực lớn, nếu làm đúng mới có kết quả lớn. Và nếu mà dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn mà làm sai, thì đưa đến kết quả nhỏ hoặc là thất bại. Còn trường hợp thứ ba, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng mà nếu làm đúng thì sẽ có kết quả lớn. Còn trường hợp thứ tư, nếu mà cái nghiệp vụ nhỏ, lao lực nhỏ mà làm sai nữa thì tất nhiên là kết quả cũng nhỏ, cũng ít.
Bốn điều này Đức Phật Ngài nói đến cái việc nghiệp vụ của người cư sĩ và nghiệp vụ của người xuất gia. Kết quả lớn hay nhỏ nó sẽ tùy thuộc vào cái việc làm đúng hay là làm sai thôi. Rồi vấn đề kế tiếp đó, là vị Bà La Môn này, Bà La Môn xuất phát nói về năm pháp tác phước tác thiện của Bà La Môn giáo. Là chân thực, khổ hạnh, phẩm hạnh, tục độc và thí xả. Trong ý nghĩa đó, thì Bà La Môn hỏi Đức Phật Ngài có suy nghĩ như thế nào thì Đức Thế Tôn Ngài mới hỏi ngược lại là năm pháp tắc phước này là của Bà La Môn, mà trong những Bà La Môn hiện tại cũng như từ xưa có vị Bà La Môn nào nói rằng sau khi chứng tri với thượng trí tôi sẽ tuyên thuyết bảy bộ tam pháp này? Thì Bà La Môn trả lời là không có. Đức Phật này nói rằng như vậy thì họ cũng giống như như một chủ người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, người giữa không thấy, không thấy đường và người cuối cùng cũng không thấy đường. Lời nói của những người Bà La Môn này trở thành giống như chủ người mù vậy. Cái đó Bà La Môn xuất phát là nêu ra một cái vị Bà La Môn trước danh là Bokharakstati. Và vì Bà La Môn trẻ này chuyển sang cái vấn đề khác, khi mà Đức Thế Tôn Ngài
dùng cái thí dụ chủ người mù ôm lưng nhau mà đi giống như những người Bà La Môn, thì Bà La Môn xuất phát này không được hài lòng, nên đem cái lời nói của Bà La Môn Bokhara như để phản phản pháo lại. Nói rằng Bà La Môn Bokhara nói một số Bà La Môn tự cho đã chứng được các pháp thượng nhân chi lý thù thắng xứng đáng bậc thánh này, lời nói vẻ thật đáng chê cười, thật sự là lời nói suông, thật sự là trống không, thật sự chỉ là trống rỗng, làm sao còn là người phàm phu lại có thể biết được, thấy được hay chứng được các pháp thượng nhân tri kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài mới hỏi vị này đi Bà La Môn, vị Bà La Môn Bokhara có thể biết tâm tư tất cả Sa môn Bà La Môn với tâm tư của mình được không? Thì xuất phát Tô Đề Giá Vô Tát đã trả lời rằng Bà La Môn Bokhara còn không thể biết được tâm tư của người đệ tớ gái của mình Bodhika, thì làm sao có thể biết được tâm tư của tất cả Sa môn. Và Đức Phật Ngài chỉ cho thấy cái sai ở chỗ là ông ta không có chứng được cái pháp thượng nhân. Tri kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh mà ông ta dám tuyên bố rằng không có, ở đời không có vị sa môn Bà La Môn nào được cái pháp thượng nhân tri kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Cái đó là cái cách tuyên bố phi lý, cũng ví như một người mù họ không thấy được các màu màu đen màu trắng màu xanh màu vàng màu đỏ tía, không thấy được bằng phẳng, chỗ nào không bằng phẳng, không thể thấy các vì sao, người mù không thấy mặt trăng mặt trời, mà người ấy nói rằng là người đã tuyên bố rằng không có các màu trắng, màu đen, màu xanh và cũng không có người thấy các màu xanh, màu xanh, màu trắng đen, xanh vàng, đỏ. Đúng như không? Thì xuất phát Tôn Đức Giá trả lời là không hợp lý. Bởi vì
khi mà anh ta không có nhìn thấy được màu sắc, mà anh ta tuyên bố rằng không có màu sắc và không có người nhìn thấy màu sắc, thì đó là một sự tuyên bố phi lý. Đây cũng là vấn đề để cho chúng ta chú ý. Từ cái đoạn này chúng ta bắt đầu chú ý. Thí dụ như bây giờ chúng ta chưa từng đi đến cái xứ sở đó, và chúng ta nghe một người họ đã có đi đến cái xứ sở đó rồi mà họ về họ thuật lại, thì mình chưa có đi đến, mình chưa biết về cái xứ sở đó mà mình lại bác bỏ là cái xứ sở tên như vậy là không có. Hỏi tại sao anh nói là không có, thì người ta nói rằng tại vì tôi chưa từng đi đến, tôi chưa từng biết. Đó là một điều phi lý mà Bà La Môn Bokkharasati đã vấp phải. Và ở đây Đức Thế Tôn Ngài lần lượt và trình bày về những cái pháp Ngài khéo nói, khéo trình bày và dẫn dắt tâm của thanh niên Bà La Môn Suppato Đề Giá Bồ Tát tự nó chấp nhận những điều mà Đức Thế Tôn đã nói và nó phản lại với lời nói lúc ban đầu của hắn. Và Đức Phật Ngài dạy một điều mà chúng ta cũng nên có cái sự suy tư về, một cái lời nói bằng cách Đức Phật Ngài hỏi thanh niên Suppato Đề Giá, một cái lời nói tốt đẹp là lời nói được đa phần chấp nhận hay là không được chấp nhận, thì Sư Phá đã trả lời là được chấp nhận. Đức Phật hỏi tiếp, một cái lời nói nói lên cần phải được suy tư hay là không suy tư, thì anh ta mới nói rằng cần phải được suy tư. Rồi Đức Phật Ngài hỏi tiếp, một cái lời nói tốt đẹp là lời nói cần được phân tích, cân nhắc hay là không
cần phải phân tích cân nhắc để ta cũng nói theo Đức Phật là cần phải phân tích cân nhắc. Rồi Đức Phật càng mới hỏi tiếp rằng là một cái lời nói tốt đẹp là cái lời nói cần phải liên hệ đến mục đích hay là không cần phải liên hệ mục đích? Thì chúng ta trả lời cần phải liên hệ với mục đích. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài đưa những vấn đề đó rồi thì Ngài mới hỏi ngược lại Bà La Môn xuất phát. Vậy thì cái lời nói của Bokkharasati, cái lời nói đó được người đời chấp nhận không? Dạ không. Cái lời nói có suy tư không? Lời nói đó có phân tích không? Dạ không. Lời nói có liên hệ đến mục đích không? Dạ không. Thì như vậy lần lượt Bà La Môn xuất phát đã để chỗ sơ hở là nó thuận theo Đức Phật. Lúc ban đầu anh ta dẫn chứng cái lời nói của ông Bà La Môn Bokkharasati, nhưng mà cuối cùng thì anh ta phải phủ bác cái lời nói của Bokkharasati. Đó là cái cách mà Đức Phật Ngài thuyết giảng Phật pháp, nhất là đối với các vị Bà La Môn. Không thể nào mà Ngài để cho họ ngồi nghe mà Ngài chỉ nói không, họ không có chịu nghe. Ngài phải cho họ vào trong cuộc đối thoại đó. Nhưng mà Ngài đã sáng suốt, Ngài đem những cái vấn đề then chốt Ngài hỏi và họ sẽ trả lời. Trả lời dần dần như vậy thì họ đi vào cái quỹ đạo của Ngài lúc nào mà họ không hay biết. Đức Phật cũng nói thêm rằng Bà La Môn Bokkharasati bị ngăn chặn, bị bao phủ, bị bao trùm bởi năm triền cái, tức là tham dục, phẫn nộ, hôn trầm thủy miên, trạo mối và nghi vật. Bị ngăn chặn bởi năm triền cái đó thì không thể vẽ biết được, thấy được hay chứng tri được các pháp tự nhân, tri kiến thủ thắng xứng đáp bằng thật. Lại nữa, Đức Phật Ngài nói thêm là Bà La Môn Bokkharasati bị trói buộc, bị mê đắm tham trước bởi năm cái dục trưởng dưỡng: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, hưởng thụ mà không thấy sự nguy hiểm thì làm sao có thể
biết được hay thấy được hay chứng được các pháp thượng nhân tri kiến thủ thắng xứng đáng bậc cảnh. Đức Phật này đưa ra những cái vấn đề mà khiến cho xuất phát tôi đại giác của ta thấy rõ cái lời tuyên bố của những bà la môn kỳ cựu danh tiếng ở trong hàng bà la môn nó trở thành trống rỗng rỗng tốt. Và Đức Thế Tôn là tiếp tục Ngài dẫn thanh niên Bà La Môn xuất phát Tô Đề Giá đi vào cái con đường vào cái đạo lộ của Ngài. Ngài nói rằng trong những loài lửa này trong có hai cái loại lửa, lửa được lúc đốt lên nhờ có cỏ và củi khô. Và lửa được đốt lên không nhờ cỏ và củi khô. Ông nghĩ thế nào? Thì Sư Phá Tô Đề Giá Quý Tá đã trả lời Đức Phật rằng nếu có sự kiện mà có thể đốt lửa không nhờ cỏ và củi khô thì con lửa ấy có ngọn, có màu sắc và ánh sáng đặc biệt. Và Đức Phật Ngài cho biết rằng thông thường thì lửa cháy được đốt lên phải nhờ có cỏ và củi khô, còn lửa mà được đốt lên không nhờ cỏ và củi khô chỉ trừ khi là dùng thần thông. Thì ở đây đó, Đức Phật này muốn đề cập đến hai loại hỷ. Loại hỷ là mà do năm dục trưởng dưỡng sắc đẹp thứ hai mùi thơm vị ngon xúc lạc đem lại, thì loại hỷ đó cũng ví như cái ngọn lửa đốt nhờ cỏ và cỏ khô và củi khô. Và Ngài nói rằng còn ta nói hỷ do ly dục ly các bất thiện pháp đem lại, hỷ này ví như ngọn lửa đốt lên không nhờ cỏ và củi khô. Cho nên cái loại hỷ mà không phải do hưởng thụ sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị hương xúc lạc
Cái loại hỷ đó là nó đặc biệt, nó thù thắng hơn cái loại hỷ. Và nó khởi lên do năm dục trưởng dưỡng. Rồi ở đoạn kế tiếp đó, rồi Đức Phật nhắc lại năm pháp tắc phước mà các vị Bà La Môn chủ trương. Đức Phật ngài dựa vào đó ngài mới hỏi rằng trong năm cái pháp tắc phước tác thiện mà Bà La Môn chủ trương đó, cái nào có kết quả lớn hơn? Thì Sư Phát Tôn Đại Giác Bồ Tát nói rằng thi xả là tác phước tác đắc thiện có quả báo lớn hơn, là cái pháp thứ năm. Đức Phật ngài mới đưa lên một cái thí dụ về một cái tế đàn. Được dựng lên ở trong cái tế đàn đó, người ta bố thí ở trong cái sự bố thí đó thì có những Bà La Môn hoan hỷ khi mà họ được trọng vọng, còn có những Bà La Môn họ không có được trọng vọng cho nên họ không có hoan hỷ. Thì Đức Phật hỏi rằng là các Bà La Môn trong cái sự kiện đó chủ trương quả gì, thuộc gì cho người Bà La Môn ấy? Đây là trường hợp mà Đức Phật ngài muốn dẫn đến cái chỗ để lấy năm cái pháp tác phước đó để nói cho anh ta biết đó chỉ là cái tư cụ cho tâm tu tập thôi. Thì ở đây đó, trong năm pháp tắc phước mà Sư Phát Tôn Đại Giác Bồ Tát đã trả lời Đức Phật là cái thí xả thứ năm đó là quả báo nhiều hơn, nhưng mà Đức Phật ngài không chấp nhận như vậy bằng cách ngài đưa lên một cái sự kiện đó. Trong cái cuộc bố thí đó có người hoan hỷ, có người không hoan hỷ. Do vậy cái cuộc bố thí này đó chỉ là làm vì cái lòng ái mẫn thôi. Hễ có cái tâm ái mẫn đó, tức là có cái tâm thương xót cái người thọ thí thì đó cũng tác thành cái phước báo đắc thiện này. Cho nên phải thêm vào cái pháp thứ sáu.
Thì lúc bây giờ thanh niên xuống với tôi đi giá hỏi Đức Phật. À, Đức Phật ngài hỏi thanh niên xuống với tôi đi giá là các vị Bà La Môn chủ trương năm pháp tác phước tác thiện này, thì ngươi thấy năm pháp này nhiều nhất ở đâu? Ở những người tại gia hay là ở những người xuất gia? Bắt đầu thế nên Bà La Môn này đã phải trả lời thuận theo ý của Đức Phật. Tôi tôn giả Gotama, những vị Bà La Môn chủ trương năm pháp tác phước đắc thiện này, tôi nhận thấy năm pháp này có nhiều ở người xuất gia hơn là người tại gia cư sĩ. Bởi vì người tại gia họ bận rộn công việc đa đoan nên họ không có liên tục, không có thường xuyên nói những lời nói chân thật. Còn người xuất gia mặc dù ít có bận rộn ít có dịch vụ ít có công tác ít có tổ chức, nhưng mà các vị xuất gia thường liên tục nói những lời chân thật. Cũng vậy, người tại gia không có thường xuyên, không có liên tục sống khổ hạnh, vị xuất gia thì có. Người tại gia không có thường xuyên sống đời sống hoàn hạnh, nhưng mà người tại gia có, người xuất gia có. Người tại gia không có thường xuyên tụng đọc nhiều, nhưng mà người xuất gia thì có. Người tại gia không có bố thí nhiều, không có thí xả nhiều, người xuất gia thì có. Thì ở đây thưa quý vị, cho đến bây giờ thanh niên xuất phát tôi đi giá mới chấp nhận một điều rằng chỉ có người xuất gia thì mới có sự thực hành thường xuyên năm cái pháp tác phước tác thiện này, còn người tại gia không có. Vậy mà lúc đầu thì anh ta dẫn chứng là xem các vị Bà La Môn chủ trương người tại gia thì dễ tác phước tác thiện hơn là người xuất gia. Ở đây Đức Phật này cũng cho biết rằng là những pháp này chỉ là tư cụ của tâm, để tâm tu tập được an ổn, không có hận không sân. Trên năm cái pháp này nó không phải là một cái gì ghê gớm. Rồi qua một vấn đề khác, thanh niên xuất phát tu đi giác Bồ Tát chuyển đề tài hỏi Đức Phật ngài có biết được cái con đường đưa đến cộng trú Phạm Thiên không? Thì Đức Phật đã cho biết
Ngài trả lời rằng Ngài biết, biết rõ. Cũng giống như một người sanh ở tại cái làng Nalakkara, người sanh trưởng ở đó thì tất nhiên đường đi nước bước ở trong trong làng thì anh ta biết rõ hơn ai hết. Nhưng mà Đức Phật này cũng nói thêm rằng người sanh trưởng tại làng Nalakkara này cũng có nhiều người rất có thể khi được hỏi cái con đường đi đến làng Nalakkara thì nó còn người ấy còn có thể phân vân ngập ngừng, nhưng mà Như Lai thì không vậy. Khi được hỏi về Phạm Thiên Giới hay là hỏi về con đường đến Phạm Thiên, Như Lai không có phân vân, không có ngập ngừng, vì rằng ta biết Phạm Thiên Giới và con đường đến Phạm Thiên Giới. Thì lúc đó Sư Phó Tô Đây yêu cầu Đức Phật giảng giải về cái con đường đưa đến Phạm Thiên. Đức Thế Tôn là bị giải thích cái con đường đưa đến Phạm Thiên, tức là cái sự tu tập và chứng thiền với bốn phẩm trú là từ bi hỷ xả. Thì từ bi hỷ xả là con đường đưa đến phẩm trú Phạm Thiên. Thì thưa quý vị, khi mà nghe nói như vậy đó, nghe trình bày từ đầu đến cuối thì Sư Phó Tô Đê Giá đã hiểu ra và đã tán thán Đức Phật, xin quy y Tam Bảo làm đệ tử của Đức Phật trọn đời. Lúc mà anh ta ra về, anh ta gặp một vị Bà La Môn khác là Bà La Môn Chanusuni, mà ở trong các cái bài kinh đó chúng ta cũng thường nghe nhắc đến cái tên Chanusuni. Vị Bà La Môn này rất là kính ngưỡng Đức Phật, cho nên khi mà hỏi Thanh Ni Xuất Phát Tôn Đi Giá từ đâu đi lại thì anh ta trả lời anh ta từ chỗ Sâm Gautama, tức là từ chỗ Đức Phật đi lại đây. Thì Bà La Môn Chanusuni đã hỏi Xuất Phát Tôn Đi Giá tôn giả có nghĩ rằng Sâm Gautama là người trí không? Thì anh ta nói là anh ta là ai mà có thể nhận định được cái trí tuệ sáng suốt của Sâm Gautama chứ? Cái đó là cách nói mà để người ta tán thán Đức Phật. Vì Chân Núi Sơn Lý, Bà La Môn Chân Núi Sơn Lý đã nói tôn giả Phara Đoa Chát thật đã tán thán Sư Môn Gautama với sự tán thán tối thượng. Thì một lần nữa Sư Phát Tôn Đi Giá nói rằng là nhưng tôi là ai mà tôi có đủ
thẩm quyền để 8 tháng Sama Gautama. Và Xuất Phát Tô Đi Giá cũng đã nói thêm với Bà La Môn Chánh Nú Sư Ní rằng là năm pháp tắc phước mà các vị Bà La Môn chủ trương thì Sa Môn Gautama nói rằng năm pháp ấy chỉ là tư ngụ cho tâm, nghĩa là để tu tập để trở thành không hận không sân, vậy thôi. Thì cuối cùng Bà La Môn trên núi Sư Ni đã bước xuống khỏi cổ xe đứng dưới đất, chắp tay hướng đến Đức Thế Tôn và thốt cái lời cảm hứng: lỡ thay cho vua Pasenadin Kosala, tốt đẹp thay cho vua Pasenadin Kosala được Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác trú ở trong nước. Đó cũng là một lời tán thán. Không có tán thán, không có nói trực tiếp mà lại là nói một tán thán một cách gián tiếp, mượn danh của Đức Vua Pasenadi mình nói rằng thật tốt đẹp thay, lỡ thay cho vua Pasenadi khi mà có được Đức Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác trú ở trong nước. Cái lời tán thán đó cũng đặc biệt thưa quý vị. Thì như vậy nói tóm lại đó là ở trong bài kinh Xuất Phát Tô Đề Giới Bồ Tát này có những vấn đề mà chúng ta phải chú ý. Là cái chuyện tại gia hay là xuất gia đó, và thành tựu chánh đạo thiện pháp là do có sự thực hành chân chính. Ngài chỉ nói như vậy. Rồi khi mà nói rằng là chỉ có người tại gia cư sĩ mới thực hành, mới thành tựu được nhiều, còn người xuất gia thì không, thì Đức Phật Ngài đã dẫn chứng nhiều trường hợp. Rồi Ngài cho biết rằng là người tại gia cư sĩ, vì đa đoan tục sự nên không có liên tục, không có thường xuyên thực hành theo năm cái pháp tác phước tác thiện, chỉ có bậc xuất gia mới được như vậy thôi. Thì bài kinh này nó có quá nhiều cái tình tiết và nó không có cái sự liên đới với nhau nhiều, tức là từng đoạn như là một cái cuộc thảo luận thì chúng ta đọc qua chúng ta sẽ nắm bắt được cái nội dung và những cái điểm mấu chốt chúng ta phân biệt ở trong cái bài kinh này. Chúng ta chỉ nhớ đến những cái điểm mấu chốt đó thôi.
Bây giờ thì chỉ còn có 20 phút nữa, nên chúng tôi dừng lại ở đây. Chúng tôi cố gắng, hôm nay chúng tôi cố gắng hết sức để mà trình bày những bài kinh này. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại để điều hòa cái phần thảo luận với Thượng tọa Có Đăng, Thượng tọa Tuệ Nguyện. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú cái chân thượng tọa sư xin thỉnh thượng tọa sư đi nghỉ. Thượng tọa Pháp Đăng đây, thượng tọa có ở trước máy và xin tọa nghe được không? Nếu được kính thỉnh thượng tọa trả lời cho cô thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Thượng tọa Pháp Đăng, thông thường chúng ta nói đến hỷ lạc hay chúng ta nói đến hạnh phúc á, thì chúng ta thường nói hy lạc đến những niềm vui, ví dụ như mình có cái này mình được cái kia, ăn ngon mặc đẹp, được danh được lợi vân vân. Nhưng mà ở trong kinh thường có một cái cụm từ gọi là hỷ lạc do ly dục sanh đó, để chỉ cái trạng thái sơ thiệt. Nhưng mà bây giờ chúng ta không nói đến cái sự đắc chứng thiệt mà ngay trong đời sống hiện tại bình thường như của chúng ta đi, thì nó có thể cho một vài cái ví dụ điểm nào đó mà cho thấy rằng nó cũng có thể có những cái hỷ lạc do ly dục sanh. Xin cái thịnh xin toàn. Alo. Dạ, con đang kinh hành lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kinh hành lễ chúng ta thì siêu cũng đang nhật đẳng. Chúng ta tề quyền mình tâm nành được tề tri xuyên thông cùng với chư tôn đức tăng, kính chào với bà cô tôn nữ thành gia phật tử. Thì nếu mình nói về có những cái hỷ lạc không phải giới dục đó, thì nếu mình hiểu được Phật pháp, mình suy nghĩ được cái lý pháp nào đó thì cũng làm cho mình cũng có niềm vui. Dù là mình không có đắc thiền nhưng mình ngồi một câu tập một lúc nào đó thì cũng cảm thấy vui, chứ không phải là mình phải đắc thiền mới vui. Vì con nghĩ rằng nếu mà mình tu tập á, mình tu tập được đó thì mình cảm thấy là mình cũng cũng có hỷ lạc, mà hỷ lạc này đều không phải là do dục. Hay là mình dạy Phật pháp rồi mình suy nghĩ được những cái lý pháp mà trước đó mình chưa có suy nghĩ được, thì nó cũng là một cái niềm vui. Nó không có phải liên hệ đến dục, nhưng mà vì những cái điều mà mình nhiều khi mình không có hiểu biết được, hay là mình nghe một cái câu pháp thoại nào đó mà mình cảm nhận được những cái ý nghĩa sâu sắc, thì mình cũng cảm thấy đó là niềm vui. Nhưng mà nó không phải là nó do dục mang lại. Thì con nghĩ rằng á, nếu mà một cái đời sống của chư tăng đó, thì nhiều khi á, mình gặp nhau để rồi mình thảo luận Phật pháp, hay là trao đổi Phật pháp, hay là có dịp để nghe được Phật pháp, thì con nghĩ cái đó cũng là cái niềm vui mà nó không có liên hệ đến dục lạc. Thì thường thường thì người ta nghĩ rằng những cái dục lạc mới là có hỷ lạc, nhưng mà thật sự có những cái nó cũng không phải là liên hệ đến dục lạc, nhưng mà nó cũng vẫn là những cái niềm vui, những cái niềm vui trong tâm. Như vậy thì con nghĩ rằng
Nếu mà mình sống mình hiểu được lý pháp, mình hiểu được Phật pháp đó, thì cũng đó là một cái niềm vui mà phấn khích trong lòng của mình. Tuy rằng mình chưa có đắc tiền để là đạo quả hay thần thông, nhưng mà mình cũng có niềm vui. Mình nghĩ rằng những cái điều này nó sẽ mang lại, nó cũng giống như là những cái trận mưa, thì nó sẽ có những cái điềm báo rồi nó sẽ có trận mưa, cũng giống như mình đắc thiền quả vậy. Nó cũng giống như trận mưa, nhưng mà nó sẽ có những cái hiện tượng trước khi trời mưa. Thì con nghĩ mình tu tập, mình quan hệ trong cái đời sống tu tập, nó cũng là một cái niềm vui. Nó không phải là vì mình không phải là ăn ngon mặc đẹp, mà mình không phải là mình màu sắc thấy được cái này cái kia, nhưng mà mình ở đây mình có một cái niềm vui khi mình thấy mình không có bị quá khổ sở, bận bịu, quá bị ràng buộc như là những cái người đời thế tục. Thì cũng đó, cái đó cũng nghĩ cũng là của niềm vui của người tu. Thì theo nghĩ rằng nhé, những cái niềm vui đó thì trong đời sống con nghĩ rằng chắc có lẽ là mình sống trong chùa phải có nhiều cái niềm vui mình mới mới sống được, chứ còn không phải là cái niềm vui của dục lạc, nhưng mà cái niềm vui khi mình thấy ở trong chùa mình tu tập được, mình có tham gia hoặc là hoằng pháp cái này cái nọ, thì cái đó cũng có nghĩa của đó cũng là một cái niềm vui để cho mình sống trong cái mái chùa. Rồi mình cũng thấy được cái sự tiến bộ, và sự tiến bộ trong đời sống tu tập của mình. Thì nghĩ rằng nếu mình nói rằng người ta những cái dục lạc, thì mình nói đắc thiền thì ly dục là nói gì, nhưng mà thực sự đó, đời sống trong đời chùa chiền có những dịp mà nếu mình như là những lúc mà đi về những cái vùng đất mà có nhiều cái tháp, mà lâu lâu ngồi suy nghĩ là thấy cũng vui thường đó. Con thấy cái đó cũng là cái niềm vui. Hay cái dịp mình về những cái sự quốc giáo, bây giờ ngồi nhớ lại, hoặc là đi Ấn Độ mình ngồi nhớ lại mình thấy cũng vui. Nó không phải là dục lạc, nhưng mà mình nghĩ rằng mình cũng đã đến cái chỗ Đức Thế Tôn ngày thành đạo hay ngày chuyển pháp luân, cái đó cũng là cái niềm vui của mình. Chứ không có nghĩ rằng con không nghĩ rằng mình phải mắt thấy cái vật đẹp này kia nọ hay lần này kia nọ, nhưng mà mình đến được chỗ đó thì tự nhiên bây giờ nhớ lại mình cũng có một cái niềm vui. Niềm vui này nó không phải dục lạc, mà mình nghĩ rằng niềm vui của Phật pháp. Thì theo cái câu hỏi của thượng tọa đó, thì con xin chia sẻ một vài cái ý của mình là như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái bức bài cho thượng tọa. Nếu thượng tọa cần nói gì thêm thì thượng tọa bây giờ thì con gửi cái bức bài. Sa thú cái chân trường tọa pháp chư tọa, tôi khuyên chư tọa có nghe được không? Nếu chư tọa tôi quyền đang ở trước bát sinh tỉnh, thì tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 2. Chư tọa tôi quyền, thông thường ai cũng nghĩ rằng rất là dễ để trả lời, nhất là những người Phật tử. Thí dụ như nói rằng đời sống xuất gia và đời sống cư sĩ, thì đời sống nào tạo được nhiều phước báo hơn, làm những điều tốt hơn, thì là người Phật tử bên chừng đó. Và dĩ nhiên đi đi tu rồi. Do đó tại sao có nhiều người xuất gia, thậm chí xin xuất gia vô duyên nữa. Nhưng mà khi bà xuất phát hỏi Đức Phật, thì Đức Phật không có trả lời dứt khoát, mà người nói rằng đó là một việc cần phải phân tích trước khi trả lời. Thì tại sao như vậy? Tại sao Đức Phật không trả lời nói rằng đời sống xuất gia là tốt hơn, mà Ngài lại nói rằng đó là vấn đề cần phải phân tích? Xin Thượng tọa Thượng Quyền Quan Hỷ cho biết ý kiến Thượng tọa về điểm này. Nam mô Bụt Hà, do Nam mô Tham Ma, do Nam mô Sang Khai, do tôi được chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến Đức Sư Phụ Tỳ Siêu Thượng Thừa Giác Đẳng và Thượng Tọa Pháp Đăng và Tọa Minh Hạnh, để được tuệ tri sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào được quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ quá thật. Bởi vì bà Nam mô Sư Phật Tô Đi Giác khi hỏi như vậy thì Đức Phật này nói trả lời một câu cũng rất là hay. Bởi vì đúng như vậy,
nếu như mà Đức Phật Ngài trả lời ở cái đời sống xuất gia là cái đời sống nó sẽ có phước, nó có sẽ phước nhiều hơn đời sống cư sĩ chẳng hạn như vậy đi, thì tạo nhiều cái phước thiện, thì tại sao Đức Phật Ngài không trả lời đáp đồng, tức là đáp đúng hay là sai? Thì ở đây Đức Phật Ngài nó phải cần phải trả lời, cũng dạy cho chúng ta thấy nếu như cái sự xuất gia của người đó là như thế nào. Thứ nhất là cái đối với người xuất gia đó, thể hiện có hai cái trạng thái xuất gia, một là tâm lý xuất gia, hình thức xuất gia, rồi hình thức xuất gia, tâm lý xuất gia. Nếu như có một số người tuy là cư sĩ như hình thức là cư sĩ nhưng tâm lý xuất gia họ rất lớn, họ cũng có thể tạo nhiều cái điều phước lạc rất là nhiều. Còn có một số người có hình thức xuất gia nhưng chưa đầy đủ tâm lý xuất gia thì điều đó cũng kém phước hơn. Cái điều này là phải nói Đức Phật Ngài rất là tuyệt vời cái này, bởi vì một chiếc áo không làm nên nổi một người tu là như vậy. Mà ở đây dĩ nhiên cái đời sống xuất gia là cái đời, cái nếp sống đó sẽ thành tựu được nhiều cái thiện phước về cái giới, về cái định, về cái tuệ. Kính thưa quý vị, cũng như nếu như chúng ta thấy tại sao mà có một đời sống xuất gia mà người ta đi xuất gia gieo duyên như lời thượng tọa vừa nói đó thì rất là tuyệt vời, bởi vì người ta gieo duyên á, bởi người ta mong rằng tương lai mình sẽ được như hình bóng này, hình thức này để gieo cái giống lành. Tuy họ trong một cái thời gian nó ngắn ngủi nhưng họ dùng hết sức, hết tâm, hết sức, hết lực để mà cố tu, thì đây cũng là một trạng thái, đây cũng là một điều rất tốt. Cho nên vì vậy, nếu chúng ta hiểu biết được có một tâm lý xuất gia đó, thì vì đó làm nhiều cái điều phước lạc cho đời vô cùng. Trước nhất là vì ấy hoàn thiện chính bản thân mình là một nơi xứng đáng cho trời người lễ bái. Tức là vị ấy thành tựu thánh đạo thánh quả. Nếu như vị ấy không thành tựu thánh đạo thánh quả thì ít nhất vị ấy cũng thành tựu được tri kiến, thành tựu được giới hạnh, vân vân. Không thành tựu một cách tuyệt đối, ở đó cũng cái tương đối, cũng là một điều hết sức tốt đẹp. Một cái nghĩa thứ hai, như đã nói, nếu như là một người tu mà có đầy đủ hai cái tướng và cái tướng xuất gia và cái tâm lý xuất gia nó được đầy đủ, nó được hoàn mỹ, thì còn gì nói nữa trên cuộc đời này. Chứ còn chúng ta thấy ngày hôm nay nó có nhiều người, nhiều khi người ta nấp bóng ở một cái Đức Phật này, nó có những hạng xuất gia đó, xuất gia vì sợ, xuất gia vì tránh né, xuất gia vì ngu si, xuất gia vì miếng ăn, miếng uống, miếng mặc, vân vân. Thì cái đó Đức Phật nó như là bọn cướp vậy đó. Mà chúng ta biết được gọi là trộm tướng. Trộm tướng. Những cái gì mà đi ngược lại tinh thần pháp và luật, đi ngược lại pháp luật, đó là trộm tướng. Những cái gì mà không được trong pháp và luật này công nhận thì đó là trộm tướng. Tí mặt hình thức xuất gia, tí tự cho mình là người vị tỷ kheo, vị tỷ kheo ni, vân vân. Thì những người đó nếu như không đúng pháp và luật của Phật thì trộm tướng. Nó trộm tướng ở đây đó chính là lấy cái hình bóng đó, thì những hạng xuất gia đó thì làm sao có nhiều phúc lạc mà cho đời người tôn sùng, đời người làm cho làm sao là tạo nhiều phúc lạc cho đời người được. Có một số vị người ta hỏi, bây giờ một người trên tinh thần Nam Tông không có công nhận tỳ kheo ni, bây giờ như vậy thì nếu tinh thần một vị tỳ kheo ni đó, vì người ta tu ni, người ta làm tốt hơn một vị tỳ kheo tăng, chẳng hạn người ta làm cũng làm lợi cho đời, như vậy thì như thế nào? Đây cũng là câu hỏi nó hay. Cái gì cái nào cũng ra cái đó rõ ràng. Họ làm tốt nhưng mà thiếu cái hình bóng, hình thức.
cũng không được. Chẳng qua đó là một sự chấp nối, đó là một sự mà chúng tôi lặp lại cái lời nói của các vị hòa thượng, chẳng hạn như ngài hòa thượng Tịnh Giác cũng đã nói, đó là một sự trộm tướng. Họ được nhiều người kính nể, đó chính là cái điều tốt đẹp. Họ được nhiều người tôn trọng, đó một điều tốt đẹp cho chính cá nhân họ. Nhưng để pháp và lực tồn tại và phát huy, để truyền thừa đúng đắn, nếu nó không đi trong cái nguyên của Phật giáo Phật pháp. Khi mà nói như vậy, ai cũng nói rằng mình chống bán, không ai chống bán, có thể sẵn sàng mà có thể đến để mà giúp đỡ các vị đó bằng mọi cái phương tiện. Nhưng bảo mà giúp đỡ bằng cách tức là gật đầu cho chấp nhận thì mình không dám đi ngoài cái tinh thần của Phật. Thì chẳng hạn như vậy. Thì ở đây nói như vậy không phải chúng tôi móc vô để mà nói cho có chuyện, nhưng điều mà chúng tôi ví dụ chẳng hạn như vậy đó. Như vậy rồi những người đó người ta tự xưng, người ta tự tôn như vậy thì như thế nào đây? Thì cái đó tùy duyên thôi, cái đó chuyện của họ. Nếu như cái gì là sự thật, cái đó tồn tại. Cái gì không là sự thật, cái đó muôn thở giả, vẫn là giả thôi. Dầu cho có làm tốt như thế nào, muôn thở đó là đồ dởm đồ giả, thì nó vẫn là đồ dởm đồ giả, nó không phải là chính hiệu, chính hiệu chính căn. Nó như thế đó. Cho nên ở đây khi mà nói về có một số người, người ta rất là sốc, người ta bực, người ta nghĩ tại sao mình không giúp đỡ cho cái sự phát triển của Phật giáo, mà tại sao có sự phân chia, tại sao có cái sự chống đối như thế này thế nào. Hoàn toàn không phải có sự chống đối, không có sự ghét bỏ, mà tất cả cái đó nó là hình thái như vậy. Còn ngược lại cũng vậy. Cho nên đòi hỏi á, nếu mà nó phân tích như Đức Phật nó phân tích, phải phân tích ra nhiều lắm, phân tích ra nhiều lắm. Nó chỉ hai cái thôi, một chúng tôi chỉ tóm tắt được hình tướng xuất gia và cái tâm lý xuất gia. Nhưng bây giờ hỏi rằng vậy một người cư sĩ không cần phải tu ở ngoài hình tướng xuất gia ở ngoài, chỉ là có cái tu như vậy là tốt rồi. Nói như vậy cũng không có được. Thì người đó tốt so với cái hình tướng đang là cư sĩ, như cái tâm lý là xuất gia, có một lý tưởng, có một cái hoài bão để tầm cầu, để đoạn khổ diệt khổ, hay là để cầu thành tựu chân lý, thành tựu pháp cao thượng, vân vân. Chúng ta nói như vậy thì thấy nó tốt, nó đẹp. Những điều mà để mà đúng đắn, để mà nêu cao ngọn cờ không thể được. Chắc kỳ vậy. Cũng như hình bóng cư sĩ đối với một vị A-la-hán không thể quá 7 ngày được. Cái đó nó như là một chỉ là hình bóng cư sĩ thì không thể tồn tại lâu dài được. Thì đây chính là đây là cái điều mà chúng ta phải hiểu trên một cái lý tính. Chứ còn trên cái sự tính chúng ta chỉ nghe thôi kệ, cứ như ai mặc áo thì cứ chào, cứ xá, cứ tôn trọng, đúng cái chuyện đó là chuyện làm gì rất là tốt. Nhưng ngược lại có những điều chúng ta cần phải có một cái sự thâm hiểu, cần có một sự suy nghĩ, cần có một sự đắn đo, cần có một cái sự tam tư một cách rõ ràng. Hay là bởi vì những cái điều gì, những câu trả lời của Đức Phật đều là một sự hoàn bị ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Đây là cái giá trị vô cùng to lớn. Cho nên không ai có thể mà bắt bẻ những cái lời dạy của chính ngài, dẫu cho cách nay đã trải qua hơn 25 thế kỷ rồi. Nhưng điều khi nhắc lại những kim ngôn khổng từ của chính ngài, nó cũng vẫn còn mới như môn thở, như là hiện đang hiện sinh như bây giờ vậy đó. Bởi vì ngài nói lên cái tâm tư, cái bất thiện của chúng sinh mà. Cho nên nói lên những cái tật, cái tánh xấu của con người, nó tạp nhiễm từ muôn thở. Cho nên vì vậy đây là câu trả lời, đây là cái lời nói của Đức Phật hết sức là tốt đẹp như vậy. Và cho nên chính Đức Phật ngài còn yêu cần phải giải thích rõ nữa là như thế.
Kính bạch thượng tọa, có được trình bày như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa. Và Nam Mô Bổn Thầy và tôi tịch ngài trở lại. Sa thủ kính trừng thượng tọa chứng quyền. Thưa vị, bài kinh này nhắc cho chúng ta thấy một điều rằng đôi khi chúng ta có những cái quan niệm nó có tính cách là chung chung ở bên ngoài, nhưng mà người ta lại rất là cương quyết. Ví dụ như là đôi khi chúng ta có quan niệm rằng mình muốn làm giàu thì mình nên ở Mỹ tốt hay là ở Việt Nam tốt. Thì hồi xưa thì nhiều người nói là Mỹ sẽ làm giàu, nhưng mà thật ra thì rất là nhiều người ở Việt Nam lại làm giàu rất là dễ dàng, mà qua Mỹ thì làm rất là cực khổ. Chúng ta hay có đôi khi quá đơn giản về cái gì đó. Giống như người Việt Nam ở hải ngoại, như ở bên Mỹ bây giờ họ có quan điểm là theo đuổi dân chủ tốt hay cộng hòa tốt. Một cái nhìn của chúng ta cũng rất là hời hợt, dẫn đến những cái chuyện tranh cãi lớn, và đôi khi nó không có đáng. Và Đức Phật ngài dạy rằng trong những trường hợp như vậy, khi mình nói chuyện gì nữa, mình phải phân tích lại và phải nhìn lại cho kỹ. Rất là nhiều trường hợp người Việt Nam thì sợ con đi tu lắm, nói rằng mình đi tu là con đi tu là mất con. Nhưng mà ngồi gẫm lại thì nếu con trai lớn lên ở nhà mà đem cưới vợ cho nó, hay con gái đem gả chồng rồi nó có vợ chồng chưa chắc đã thương mình giống như đi tu. Nhiều khi cái chuyện đó nó cũng mông lung lắm. Dạ, mà chúng ta hay có những cái lập luận nghiêng về một chiều một điểm nào đó. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ cho kỹ thì chúng ta phải đặt lại vấn đề, phải suy nghĩ với nhiều cái khía cạnh khác nhau, chứ nó không có đơn giản là chỉ có câu trả lời là ồ như vậy là tốt, cái kia là tốt. Khi mà chúng tôi còn nhỏ ở dưới miền quê ở miền Nam thì rất là nhiều người hay đến chùa hay tranh luận lắm. Dạ, thậm chí là nói rằng nếu mà ai cũng đi tu hết thì nhân loại tuyệt chủng đâu. Lo cái gì không lo nhân loại tuyệt chủng. Nhưng mà thật ra cho đến giờ này lớn lên chúng tôi nhớ chuyện rất là khôi hài, đâu bao giờ có quan điểm tuyệt chủng. Rồi có nhiều người quan điểm mà ví dụ như bây giờ mình con trai mà lớn lên không có lấy vợ cũng lấy chồng là ế, nó ế nhà vô phước. Nhưng mà thứ vì cái xã hội càng tiến bộ thì họ thấy rằng tự nhiên đời sống của một thanh niên thứ nữ 17 tuổi chưa có khả năng lo cho gia đình mà lấy vợ lấy chồng rồi gồng gánh rồi đời sống cả cuộc đời nó chật vật khổ. Đó, những cái quan điểm như vậy dần dà rồi nó cũng thay đổi theo thời gian. Và chúng ta phải nói rằng nói chung là chúng sanh thì nó phức tạp nhưng mà nông cạn, còn các bậc thánh đó, thì các ngài giản dị nhưng mà thâm sâu. Cái thâm sâu của đạo lý không phải là chuyện dễ nói. Chúng ta hay có cách đó là nói võ đoán, nói một cách nói cho có nói vô sự vô phạt thôi, chứ chúng ta không chịu hiểu tới đời tới chúng. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trương chư tôn đức trong phần rụng trình thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ cùng bài giảng trung mục kinh của Chư Tôn Hợp Tịch. Xin kính chúc quý ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú lần thay, con Thanh Thủy, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính chương Chư Công Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp, kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.
Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đại làm rất chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng năm cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bà Sa Ngã.